BIDV Smart Kit cùng ba mẹ trao quyền tự chủ tài chính cho con, chủ động cài đặt tính năng phù hợp, cho con làm quen các hình thức chi tiêu hiện đại, luôn luôn có thể theo sát chi tiêu của con dễ dàng. Qua báo cáo tháng, BIDV Smart Kit ngân hàng số đầu tiên dành cho trẻ em.